Bài phiếu bài tập toán lớp 3. Viết số 9845. Câu B 7601. Câu C 7061. Rồi đặt tính và tính 2153 cộng cho 5433 là bằng 7586. Câu B 1675 cộng cho 3009. Như vậy 9 cộng 5 14, nhớ 1, 7 nhớ 1 là 8, 3 cộng 6 là 9, 3 cộng 1 là bằng 4. 6722 cộng cho 966. Vậy thì 6 cộng 2, 2 cộng 6 ra 8, 7 cộng 9 ra 16, nhớ 1, 6 nhớ 1 bằng 7. Câu D 3905 cộng cho 4185 là bằng 5 cộng 5 là 0, nhớ 1, 8 nhớ 1 là 9, 9 cộng 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1, 4 cộng 3 là 7, nhớ 1 bằng 8. Tương tự 619 cộng cho 465, 9 cộng 5 là 14, nhớ 1, 6 cộng 1 là 7, nhớ 1 là 8, 6 cộng 4 là 10, viết 10. Viết 10 viết 0 dưới hàng số 4, còn số 1 lùi ra, lùi qua bên phải xíu. 7077 cộng 880 sẽ bằng 7 cộng 0 là 7, 7 cộng 8 15, nhớ 1, 9 nhớ 1 là 10. À, 8 nhớ 1 là 9, hạ 7 xuống. Bài 3, gia đình bác Tám thu hoạch măng cụt và xoài. Măng cụt cân được 2320 kg. Khối lượng xoài nhiều hơn măng cụt là 520 kg. Hỏi gia đình bác Tâm thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg măng cụt và xoài? Vậy thì nhiều hơn. Măng cụt cân được 2320 kg, như vậy măng cụt họ cho số liệu rồi. Ghi măng cụt ra. Chúng ta vẽ một đoạn ghi số liệu là 2320. 2000 kg này. Rồi, để ở đây xoài nhiều hơn, nhiều hơn thì chúng ta vẽ nhiều hơn chút, kéo dài một đoạn ra xíu. Rồi, cả hai hỏi bác thu hoạch được tất cả, à, tất cả là hỏi cả măng cụt và xoài, vậy chấm chấm kg. Đề bài cho nhiều hơn thì chúng ta cộng lấy 2320 cộng cho 520 bằng 2840. Vậy thì số măng cụt và xoài thu hoạch là, lấy măng cụt cộng với xoài là ra kết quả mình cần tìm, 5160 kg. Đáp số là kg. Bài 4. Mùa hoa năm nay bà Tư thu hoạch được 5193 bông hoa hồng đỏ và 3463 bông hoa hồng vàng. Hỏi số bông hồng đỏ bà Tư thu hoạch nhiều hơn số bông hoa hồng vàng là bao nhiêu? Vậy bài này có một lời giải. Nhiều hơn, người ta hỏi là thu hoạch hoa hồng đỏ nhiều hơn hoa hồng vàng là bao nhiêu, thì cứ lấy số lớn trừ số bé là ra cái số nhiều hơn. Rồi tóm tắt, bông hoa hồng đỏ là 5193 bông, bông hoa hồng vàng là 3463 bông. Hỏi hoa hồng đỏ nhiều hơn hoa hồng vàng là bao nhiêu bông? Vậy thì số bông đỏ nhiều hơn là, mình lấy 5193 trừ cho 3463 bằng 1763 bông. Đáp số là 1730 bông.
Ngoài tóm tắt chữ thì mình cũng có thể tóm tắt theo sơ đồ. Vậy bông hồng đỏ có 5.193 bông. Bông hồng vàng mình vẽ một đoạn ngắn hơn. Thì vì bông hồng đỏ nó nhiều hơn thì vẽ một đoạn dài. Bông hồng đỏ thì nhiều hơn thì vẽ một đoạn dài. Còn bông hồng vàng á thì nó có 3.000 mấy thôi thì nó sẽ ngắn hơn. Rồi đây là cái phần này là phần bông hồng đỏ nó nhiều hơn là bao nhiêu. Đó, mình biểu diễn bằng sơ đồ. Bài 5, một trang trại nuôi bò và gà. Trong đó có 1.020 là con bò. Số con gà trang trại nuôi gấp 8 lần số con bò. Hỏi trang trại đó nuôi tất cả là bao nhiêu con bò và con gà. Vậy thì ở đây mình tóm tắt chữ. Vậy là con bò là 1.020 con. Còn con gà thì nó gấp 8 lần số con bò. Vậy thì có tất cả là bao nhiêu con? Bài giải như sau. Đi tìm số con gà của trang trại ra. Tại vì con gà nó gấp 8 lần con bò thì lấy số con bò nhân 8 lần. Lấy 1.020 nhân 8 là bằng 8.160 con. Vậy thì số con bò và gà trang trại có là cộng hai đáp số này lại. Cộng hai cái số con bò là 1.020 cộng cho 8.160. Như vậy 0, 6 cộng 2 là 8, 1 cộng 0 là 1, 9. Ở đây là 9.180 con. Ngoài ra chúng ta có thể tóm tắt theo sơ đồ. Rồi bài 5 chúng ta có thể tóm tắt như sau. Do là số con gà nó gấp 8 lần số con bò cho nên con gà chúng ta chia ra làm 8 đoạn bằng nhau. Còn con bò nó một đoạn thôi. Rồi con bò là 1.020 con. Vậy thì muốn tính được, người ta hỏi là trang trại có tất cả bao nhiêu con. Tất cả là phải cộng cả con bò và con gà. Vậy thì mình phải biết được con gà là có bao nhiêu con rồi mới tính được tất cả. Đây là chúng ta tóm tắt bằng sơ đồ. Con gà một đoạn, con bò một đoạn, con gà 8 đoạn. Đi tìm số con bò ra. Rồi móc. Móc này lại là có nghĩa là cả hai con, cả hai gà và bò là bao nhiêu con. Rồi chúng ta sang đề 2, làm tròn đến số hàng nghìn. Như vậy là 7.000, ở đây đều 7.000 nhưng mà 0, 100, 200, 300, 400 thì cho chúng ta đều làm tròn đến 7.000. Còn nếu như 7.000 mà 500, 600, 700, 800, 900 thì chúng ta làm tròn lên là 8.000. Như vậy ở đây là 4.500 thì mình sẽ làm tròn lên là 5.000. 6.400 thì mình sẽ làm tròn vần là 6.000. Còn 2.600 thì mình làm tròn lên là 3.000. Rồi đặt tính và tính à. Mình lấy 2 trừ cho 1 thì bằng 1. 5 trừ 4 thì bằng 1. 8 trừ 7 cũng bằng 1. 9 trừ 3 là bằng 6. Rồi lấy 3 trừ 6 không được thì phải lấy 13. 13 trừ 6 là còn 7, trả 1. Vậy 7 trừ 3 là 4, trả 1 là 3. 3 trừ 5 không được, phải lấy 13 trừ 5. 13 trừ 5 13 trừ 5 là còn. Như vậy là 3 trừ 6 không được nè, lấy 13 trừ 6 là còn 7 nè. Trả 1 nè. 7 trừ 3 là 4, 4 trả 1 là ra 3 nè. 3 trừ 5 không được, phải lấy 13, 13 trừ 5. 13 trừ 5 là còn 8 nè, viết 8 trả 1 nè. 6 trừ 2 là còn 4, trả 1 là 3 nè. Kết quả ra là 3, 8, 3, 7 nè. Rồi, 2009 trừ cho 328, 9 trừ 8 còn 1. 0 trừ 2 không được là lấy 10 trừ 2 còn 8 trả 1. 5 trừ 3 là 4 trả 5 trừ 3 là 2 trả 1 còn 1. Hạ 2 số ra là 2.181. Điền đúng, ghi đờ, sai ghi s. Câu A, nếu hôm nay là thứ 6 ngày 7. Nếu hôm nay là thứ 6 thì 7 ngày nữa là thứ 6. Đúng. Ngày 31 tháng 6 là sinh nhật của một bạn trong lớp. Sai. Tại vì tháng 6 chỉ có gì? 30 ngày. Một năm bằng 12 tháng. Một tháng là 30 ngày. Sai.
có tháng 31 ngày, có tháng 28 ngày. Câu D, các tháng có 31 ngày là tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 là đúng. Trong kho có 10.000 kg gạo, người ta xếp thành 6 xe chuyển gạo trong kho đến cửa hàng, mỗi xe chở 1.500 kg gạo. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu kg gạo? Ở đây trong kho, tóm tắt kho là có 1.000 kg gạo, chở 6 xe, mỗi xe là được 1.500 kg, còn lại là bao nhiêu kg? Vậy thì mình phải tính xem số kg gạo 6 xe chuyển là bao nhiêu. Lấy 1.500 nhân cho 6 là ra 9.000 kg gạo. Số gạo trong kho còn lại là lấy 1.000 trừ 900. Lấy 10.000 trừ 9.000 là bằng 1.000 kg gạo. Đáp số là 1.000 kg gạo. Rồi bài 5, hôm qua bạn Nam đã uống 1 lít nước và 2 chai nước, mỗi chai 500ml. Hỏi hôm qua bạn Nam đã uống bao nhiêu lít nước? Tóm tắt, đã uống là được 1 lít, uống thêm 2 chai nước, mỗi chai 500ml nước. Vậy thì đã uống là bao nhiêu lít nước? Giải, số nước trong 2 chai là lấy 500ml nhân 2 là ra 1.000ml, đổi ra là bằng 1 lít. Số nước Nam đã uống trong hôm qua là, thì mình lấy 1 cộng cho 1 là bằng 2 lít, số đáp số là 2 lít. Rồi sang đề số 3, 2kg là bằng 2.000g, 5kg bằng 5.000g, 3.000g sẽ bằng 3kg, 7.000g bằng 7kg, 1kg 400g, 1kg là bằng 1.000g, cộng 400 là ra 1.400g, 2.500g là bằng 2kg và 500g. Rồi nhân cho 4. Rồi phép nhân cho 9, cho 6. Trong một đợt dịch bệnh, nhà nước đã cung cấp lương thực cho các gia đình khó khăn ở một khu vực. Lần thứ nhất cung cấp 2.350 kg gạo. Lần thứ hai ít hơn lần thứ nhất 450 kg gạo. Hỏi cả hai lần khu vực đã cung cấp được bao nhiêu kg gạo. Rồi mình vẽ sơ đồ. Lần thứ nhất, lần thứ hai ít hơn thì vẽ được, vẽ cái đoạn ngắn hơn. Sau đó cả hai là bao nhiêu kg? Lời giải như sau, số kg lần thứ hai là do lần thứ hai ít hơn thì làm phép tính trừ. Lấy 2.350 trừ 450 là ra 1.900 kg gạo. Lần thứ số kg gạo cả hai lần lấy lần 1 cộng lần 2. Lấy 2.350 cộng 1.900 là ra 4.250 kg. Đáp số là 4.250 kg. Cô Lê lau dọn 6 phòng hết 3 giờ. Hỏi cô Lê mất bao lâu, mất bao nhiêu phút để lau dọn một căn phòng. Biết thời gian lau mỗi căn phòng là như nhau. Tóm tắt, 6 phòng thì 3 giờ, vậy thì một phòng là bao nhiêu phút? Vậy thì chúng ta phải đổi từ giờ sang phút, 3 giờ là 180 phút. Vậy thì số phút để lau dọn một căn phòng, lấy 180 phút đem chia cho 6. Ở đây có 6 căn phòng, thì ra là 30 phút. Đáp số là 30 phút. Câu 5, bạn Hiếu dùng một sợi dây gắn các ngôi sao để trang trí một vòng trong khung tranh như hình vuông. Cạnh của khung tranh là dài 50cm. Hỏi sợi dây nó dài bao nhiêu mét. Rồi tóm tắt, cạnh là 50cm, sợi dây dài bao nhiêu cm? Vậy thì số mét sợi dây có độ dài là lấy 50 nhân cho 4. 200cm đổi ra là 2 mét. 3 lít là bằng 3.000ml, 7 lít là 7.000ml, 2.000ml bằng 2 lít, 5.000ml bằng 5 lít,
1 lít 500ml là bằng 1.500ml, 3.600ml là bằng 1 lít hả Nấm? 4, 3 là bằng 3 lít, 600ml. Một vùng đất hình tứ giác có độ dài lần lượt các cạnh là 76 km, 51 km, 48 km và 75 km, tính chu vi vùng đất đó. Như vậy tóm tắt độ dài các cạnh là 76 km, 51 km, 48 km, 75 km. Vậy thì chu vi km chấm hỏi. Chu vi vùng đất đó là cộng tất cả các cạnh lại là ra đáp số là 250 km. Một sân bóng đá hình chữ nhật có chiều dài là 105 m, chiều rộng 68 m, tính chu vi sân bóng đó. Tóm tắt chiều dài 105 m, chiều rộng 68 m. Vậy thì chu vi dấu chấm hỏi. Rồi muốn tính chu vi hình chữ nhật thì ta lấy chiều dài cộng chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân cho 2. Vậy ở đây mình lấy 105 cộng 68 nhân cho 2. Vậy mình lấy 105 là cộng cho 68, tất cả đem nhân cho 2. Ở đây bạn ra là 173 là chưa nhân, nhân cho 2 lên là ra 346 m. Như vậy đáp số là 346 m. Như vậy đáp số là 346 m. Chu vi lấy dài cộng rộng tất cả nhân 2. Rồi bài giải, con lợn nặng 160 kg, con bò gấp 3 lần con lợn nè, nó chia làm 3 đoạn, vậy hỏi cả hai là bao nhiêu kg. Muốn biết cả hai thì phải tính số con bò ra. Con bò gấp 3 lần thì lấy 160 nhân cho 3 là ra 480 kg. Rồi cả hai thì lấy phép cộng, lấy số con bò là 160 cộng cho số con lợn 160 cộng cho con bò là 480 là ra 640 kg. Như vậy đáp số là 640 kg. Rồi dùng cả 5 số 6 4 1 7 5 để viết số lớn nhất có 5 chữ số. Muốn số lớn nhất thì hàng nghìn nó phải lớn nhất, vậy thì số 7 lớn nhất. Rồi 7 rồi tới số lớn tiếp, số nhỏ hơn nữa là số 6, rồi tới số 5, tới số 4 và tới số 1. Rồi vậy thì số bé nhất thì viết ngược lại 1 4 5 6 7. Rồi tính tổng của hai số vừa viết, lấy hai số này cộng lại ra 191.108. Tổng của hai số vừa viết là tổng là phép cộng, cộng lại. Bài 5, ông Tư thu hoạch được 3.000 kg khoai tây, gấp 2 lần số khoai tây của ông Năm thu hoạch được. Hỏi cả ông Tư và ông Năm thu hoạch được tất cả bao nhiêu kg khoai tây. Vậy thì tóm tắt, ông Tư gấp 2 lần của ông Năm, thì ông Tư nhiều hơn, ông Tư chiếm 2 phần, ông Năm là 1 phần. Như vậy của ông Tư thu hoạch là 3.000, chỗ này ghi là 30.000 kg. Rồi tính tất cả là bao nhiêu nè. Muốn biết được tất cả bao nhiêu thì phải tính của ông Năm. Vậy ông Năm ít hơn 2 lần chia 2. Số khoai tây của ông Năm thu hoạch là lấy 30.000 chia 2 là ra 15.000. Vậy thì số khoai tây cả hai thu hoạch được lấy 30.000 cộng cho 15.000 là ra 45.000. Vậy thì đáp số là 45.000 kg. Rồi tính nhẩm 30.000 nhân 2 là ra 60.000. 60.000 mà chia 2 thì ra 30.000. Rồi lấy 60.000 mà chia cho 3, lấy 6 chia 3 là ra 2. Có 4 con số 0, viết lại 4 con số 0 là 20.000. 4.000 nhân cho 8 thì lấy 8 nhân 4 là 32, viết lại 3 con số 0. Rồi lấy 32 chia 8 thì ra 4.000. Lấy 32.000 chia 8 thì ra 4.000. 32.000 chia 4 thì ra 8.000. Rồi 7 nhân 9 là 63, viết lại 3 số 0, 63.000. Rồi một cửa hàng nhập 6 xe gạo, mỗi xe chở 3.000 kg gạo. Số gạo được đóng thành từng túi, mỗi túi là 5 kg. Hỏi cửa hàng đóng được bao nhiêu túi. Vậy ở đây gạo nhập vào là 6 xe,
Mỗi xe là 3.000 kg, mỗi túi là 5 kg. Hỏi mỗi túi là bao nhiêu? Vậy mình sẽ đi tính số gạo nhập vào, nhập về là lấy 3.000 nhân cho 6 là ra 18.000 kg gạo. Rồi, vậy thì số túi gạo cửa hàng nó đã đóng được là lấy cái số kg là lấy 18.000, đem chia cho 5 kg, tại vì mỗi túi là 5 kg, chia cho 5 là ra được 3.600 túi. Đáp số là 3.600 túi gạo. À, đi phải tính được số gạo nhập về, thì nhập về 6 xe mà mỗi xe là 3.000 thì cứ lấy 3.000 nhân 6. Rồi đem hỏi là số túi, cứ mỗi túi là 5 kg thì làm phép chia, lấy 18.000 chia cho 5. Rồi mẹ chia đều 2 lít trái cây cho 5 người, mỗi người hỏi mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu ml nước trái cây. Có 5 người thì chia được 2 lít nước trái cây. Bây giờ hỏi một người là mỗi người là bao nhiêu lít nước. Vậy thì mình sẽ đổi. Tại vì đề bài cho lít nhưng mà hỏi ml thì bắt buộc chúng ta phải đổi từ lít sang ml. Đổi 2.000, đổi 2 lít ra là 2.000 ml. Rồi số ml nước một người nhận là, thì làm phép tính chia, lấy 2.000 chia cho 5 và ra được 400 ml. Đáp số là 400 ml. Tại vì 5 người thì nhận là 2.000 ml. Bây giờ nó hỏi một người thì cứ lấy 2.000 ml này đem chia cho 5 và ra là ra là 400 ml. Rồi số 618 gấp lên 3 lần, gấp lên 3 lần là phải nhân, lấy 618 nhân lên. Đó, nó lớn hơn ra chỗ này. Rồi giảm đi 3 lần là chia, lấy 618 chia 3 ra 206. Rồi thêm 236 đơn vị vào cái số này thì được, thêm thì cộng, lấy 618 cộng cho 236 thì tầm 800 mấy đó, 854. Bớt là trừ. Bớt lấy 618 trừ đi 400 ra 3 là ra 185. Rồi tính nhẩm thì trong ngoặc đơn chúng ta sẽ làm trong ngoặc đơn trước, lấy 3.000 cộng 2.000 là lấy 3 cộng 2 ra 5. 5 x 2 là ra 10, rồi viết 10 thêm 3 số 0. Rồi lấy 9.000 nhân 3. Nhân chia trước cộng trừ sau, lấy 9.000, lấy 19.000 trừ 9.000 đi ra 10.000. Rồi 12.000 chia 3, 12 chia 3 là ra 4, 4 chia 4 thì được 1, rồi ra 1.000. Lấy 10.000 trừ 10.000 là 0, 0 chia 8 thì ra 0. Rồi 1 mét 3 cm thì cứ 1 mét là bằng 100, cộng thêm 3 là ra 303, à 703. Cứ 3 chai như vậy thì đựng được 1.500 ml. Hỏi mỗi chai thì làm phép chia, lấy 15 chia 3 được 5 là 500 ml. 3 ngày, 1 ngày 24 giờ, lấy 24 nhân 3 lên là ra 72 giờ. Rồi chiều dài của khung tranh là có hình chữ nhật, có chiều dài là 14 cm, chiều rộng là 9 cm, tính chu vi và diện tích bức tranh. Chiều dài là 14 cm nè, chiều rộng là 9 cm, tính chu vi. Đề bài tính chu vi và diện tích, ở đây thiếu diện tích. Diện tích là cm vuông, chấm hỏi. Vậy thì chu vi và diện tích của khung tranh là lấy dài cộng rộng nhân 2, lấy 14 cộng 9 nhân 2 là bằng 46, là 23 nè, 23 mà nhân 2 ra 46. Rồi diện tích khung tranh, diện tích thì lấy dài nhân rộng, lấy 12 nhân 9, 94, 36, viết 6 nhớ 3, 9, 11, 12, 126 cm vuông. Diện tích là cm vuông. Rồi một miếng bìa hình vuông có chu vi là 36, tính diện tích của miếng bìa. Họ cho hình vuông, chu vi là 36, đi tính diện tích. Muốn tính được diện tích thì mình phải có cạnh. Tại vì chu muốn tính diện tích hình vuông thì ta lấy cạnh nhân cạnh. Rồi làm sao tính được cạnh thì bám sát vào chu vi. Cạnh của miếng bìa là lấy 36 đem chia cho 4. Tại vì hình vuông có 4 cạnh bằng nhau, lấy 36 chia 4 là ra 9. 9 cm. Rồi diện tích của miếng bìa lấy 9 x 9 là bằng 81 cm vuông. Diện tích đơn vị là cm vuông, còn chu vi là cm hoặc cạnh. Đi tính cạnh ra, lấy chu vi chia cho 4 là ra 9. Muốn tính diện tích hình vuông thì lấy cạnh nhân cạnh. Rồi 9 x 9 là 81. 80.000 mà cộng cho 800. Ở đây có 80.000 mà ở đây có 800, ở đây tới 8.000, vậy số 88.000 lớn hơn.
có 200 cộng 200 ở đây 5.200 bằng rồi là ra 44.000, 44.000 sẽ lớn hơn 8.000. rồi ở đây chúng ta thấy 33.000 là nó có 5 chữ số mà bên này có 4 chữ số thì bên 5 chữ số nó sẽ lớn hơn, mình chưa cần cộng, mình chỉ cần so sánh chữ số thôi. Ở đây có 5 chữ số, ở đây có 4 chữ số, vậy thì 5 chữ số nó sẽ lớn hơn 4 chữ số. Hay nói cách khác, ở đây 33.000, ở đây có 3.000 thôi, thì bên 33.000 lớn hơn. Rồi bây giờ thùng to đựng là 1.550 lít dầu. Thùng to đựng gấp 5 lần thùng nhỏ, tính cả hai thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu. Như vậy thùng to chiếm 5 phần, còn thùng nhỏ chiếm 1 phần. Rồi tính cả hai thùng là cháu chấm hỏi bao nhiêu lít dầu. Vậy thì số lít dầu thùng nhỏ đựng là thùng to gấp 5 lần, thì muốn tính thùng nhỏ thì lấy thùng to chia 5 thì ra được thùng nhỏ. Lấy 1.550 chia cho 5 là ra 310 lít. Tính cả hai thùng thì lấy 1.500 cộng cho 310 068 là ra 1.860 lít. Đáp số 1.860 lít. 12:30 đến 13:20 là bao nhiêu phút? Như vậy 12:30 đến 1 giờ là nửa hình tròn. Nửa hình tròn là 30 phút, cộng thêm 20 phút bên này nữa là lấy 30 mà cộng 20 là ra 50 phút. Rồi số liền sau của 27.356, liền sau là mình sẽ cộng 1. Ở đây 56 thì liền sau sẽ là 57. Chọn cô D. Ở đây bạn chọn cô B là sai. Rồi 3.000 nhỏ hơn 4.000, 50.000 sẽ lớn hơn 49.000. Ở đây 28, ở đây 82. Như vậy 82 lớn hơn nè. Bằng nhau nè. 3 x 2 là 6 nè. Ở đây 3.557. Ở đây 3.587 nè, lớn hơn đúng rồi nè. 700 mà trừ 300 thì ra 400, thì 400 nó sẽ lớn hơn 200. Nhưng cho 4, 8, 0. Rồi, cái này lớn hơn đúng rồi. 89 mà trừ đi 50 thì còn 30 mấy, 3.000 mấy, ở đây 4.000 mấy lớn hơn đúng rồi. Như vậy lấy 8 chia 5 thì được 1 thôi, bên này được 2 lớn hơn chính xác. Ở đây 88, 89 thì 90, 91, 92, 93 đúng rồi. 67, 68, 69 thì 70, 71. 69, 70 thì bên này 71, 71 thì lên 72 chứ. Sao lại lên 73 chỗ này rồi? Ở đây 49, 59, 69. 49, 59, 69 thì ở đây là 79. Ở đây là 89. 89 cộng cho 10 nữa. 79, 89 thì chỗ này lên là 99. Rồi khoanh tròn vào câu trả lời đúng, vậy số lớn nhất là 92. Ok. Sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. 92, 82, 62, 59. Rồi. Có 3 xe chở được tất cả là 9.700 kg gạo. Xe thứ nhất và xe thứ hai thì chở được 6.230. Xe thứ hai chở được ít hơn xe thứ ba 950. Hỏi mỗi xe chở được bao nhiêu kg gạo. Vậy ở đây có xe thứ nhất và xe thứ hai rồi thì mình đi tính xe thứ ba là lấy tổng trừ đi tổng của hai xe kia là ra được xe thứ ba. Lấy 9.700 trừ cho 6.230 là ra 3.470 kg. Rồi có được xe thứ ba rồi thì mình sẽ tính được xe thứ hai. Vì xe thứ hai nó chở ít hơn xe thứ ba, ít hơn thì trừ. Lấy xe thứ hai trừ đi 450 là ra được xe thứ hai. Rồi tính được xe thứ nhất mà xe thứ nhất và xe thứ hai chở được là 6.230. Vậy thì lấy 6.230 này nè, trừ đi xe thứ hai là ra được xe thứ nhất, trừ xe thứ hai. Trừ đi 3.020 là ra được 3.190 kg. Đáp số là phải đáp số của 3 xe ra luôn. Rồi điền đúng, điền sai. Hình M có diện tích lớn hơn hình N, vậy thì mình đếm rồi, diện tích thì đếm ô.
Ở đây các bạn đếm là 15 ô, ở đây là 9 ô. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Cái này cũng 9, như vậy cái này M có diện tích lớn hơn N là sai. Nó bằng nhau. Diện tích M và N diện tích bằng nhau, đúng. M M nhỏ hơn diện tích N là sai. Vì hai này bằng nhau. Hai mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi tám, sáu mươi tám nghìn chín trăm mười một, ba mươi bảy nghìn năm trăm hai mươi chín, bảy mươi ba nghìn một trăm hai mươi chín, rồi 84.247, 28.360, 50.000, 72.000, 509, 43.300, rồi 60.005, đúng rồi, 99.909. Mình cứ che lại ba con số không ở phía sau là hàng nghìn. Vậy đây là 99.000. Rồi bên này che này lại ra là 900 909. Che này lại là 60.005. Rồi xin chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.